vô gặp thấy người đâu nhỏ xíu, mặt mắt thì đẹp lắm, mắt lông mi dài công phúc là nhân gái á, mà cứ nhìn là chớp đi lìa vậy đó. Thế là hả, em nhắn tin, em giả bộ nhắn tin chia tay thôi, cũng đồng ý chia tay luôn. Bình thường là không chịu đâu, từ đó chia tay 6 tháng trời mới quay lại. Nhưng mà con gái mình lúc đó mình cũng không quen ai hết, không để mình gật đầu đó thôi. Cái xong bắt đầu cái em nói không, anh hỏi tới 3 lần mà lúc đó mình cũng muốn không quay sao. Thế là em gật đầu nhẹ, cái đầu anh không nhẹ, cái đó là cứ hỏi chi. Nghĩa là do hai chồng hiện tại cái tôi hai chồng quá lớn thì em cũng biết, nhưng mà mình đang điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp hơn. Thì hồi xưa cái tính em nó ngược so với bây giờ nhiều lắm, nhưng bây giờ em đã thay đổi nhiều thứ. Anh tên là Võ Nhật Trường, năm nay 31 tuổi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Dạ em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em cũng 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Chắc đi bán gì đó gặp với cô này. Có nghĩa là cái chị giới thiệu em vô trong chỗ làm, xong bắt đầu em làm thì em vào trong đó em thực tập ở cái chỗ đó thì gặp ông xã em bây giờ. Thế là hả, anh ấy bảo với em á, lần đầu tiên mà gặp em á là anh ấn tượng là cái khuôn mặt em, sau đó là anh nhìn tới bàn tay bàn chân của em. Anh nó thích là con gái mà có một cái bàn tay bàn chân là nhìn cũng đẹp nên là anh thích. Có nghĩa là có nghĩa là em gặp bạn này cái là em yêu liền. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ cái mặt cái bàn tay bàn chân đó, nó cái bàn tay bàn chân nó quyết định nhiều thứ lắm. Nghĩa là mình nhìn vô nó mềm mại á, sau này nó người con gái mà mềm mại ít ít quấn chồng nên em chọn. Còn em gặp chồng em có dạ không ấn tượng gì hết chị. Vô gặp thấy người đâu nhỏ xíu, mặt mắt thì đẹp lắm, mắt lông mi dài cong vút là nhân gái á, mà cứ nhìn là chớp đi liền vậy đó. Cái ảnh mới sau này mới hỏi nó, anh là có cái tật vậy đó, anh nhìn ai anh cũng chớp liên tục vậy hết trơn. Có nghĩa là nhìn ai chứ phải nhìn con gái không, đúng không? Dạ đó. Nhưng mà em có thấy chồng em chân chất không? Dạ có, chân trai miền Tây mà anh chân chất. Chắc là yêu vì điều đó à? Yêu vì ảnh nhiệt tình. Tại vì lúc mà tụi em quen nhau á, là lúc đó em làm tới 10 giờ đêm thì ảnh là làm kho là tới khoảng 5 giờ chiều ảnh về rồi. Nhưng mà hả, ảnh ngồi tới 10 giờ đêm anh phụ em làm. Kể từ lúc đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng tháng mấy nữa? Mà yêu bao lâu mới lấy? Dạ yêu 5 năm mới lấy á chị. Nhưng mà là trong cái khoảng thời gian khoảng 3 năm là tụi em có chia tay. Lý do? Lý do là tự nhiên ảnh bỏ bê em chị, không có thèm vén mẻn gì tới em hết. Bình thường là cứ một tuần xuống gặp em 2 lần, nhưng mà hả cứ 3-4 tháng trời không thèm xuống gặp em luôn. Em không biết lý do tại sao. Thế là hả em nhắn tin, em giả bộ em nhắn tin chia tay thôi, cũng đồng ý chia tay luôn. Bình thường là không chịu đâu, từ đó chia tay 6 tháng trời mới quay lại. Mà lý do sao em lại như vậy? Tự nhiên mình đang yêu mà bỏ bê. Do cuộc sống của mình hồi xưa ở dưới quê nó cũng không được là khá lắm, thì mình tự ti bản thân á, mặc cảm bản thân, thì nhiều lúc thấy mình tự ti quá nên thôi để buông xuôi cho vợ đi kiếm người khác. Sau khi cái lần quay lại đó thì chồng em nói lý do đúng không, là tại vì chồng em tự ti như vậy thì em mới tha thứ, và sau đó là hai đứa yêu nhau hơn nữa. Rồi từ lúc mà cưới về thì chắc có lẽ là các bạn đã quá thấu hiểu về nhau. Vậy thì có cái tật xấu gì không? Nói chung á là cái gì anh cũng hỏi ý kiến em hết á. Sinh nhật của em đúng không, em muốn là ảnh có một cái gì đó gọi là lãng mạn bất ngờ, nhưng mà không, xuống tặng một bó bông, cái em ơi hôm nay em muốn đi đâu chơi, thế là em phải nói địa điểm nào đi chơi thì ảnh chở tới đó thôi, chứ không bao giờ mà ảnh có một cái suy nghĩ là bất ngờ tạo cho em hết. Ngay cả cái lần đầu tiên á mà ảnh hôn em cũng vậy, ảnh cũng hỏi ý kiến là em ơi cho anh hôn một cái nha. Cái bắt đầu em là con gái mà mình lúc đó mình cũng không quen ai hết, không để mình gật đầu đó đúng rồi. Cái xong bắt đầu cái em nói không, anh hỏi tới 3 lần mà lúc đó mình cũng muốn khung coi làm sao. Thế là em gật đầu nhẹ, cái đầu anh hôn em, cái đó là cứ hỏi ý kiến. Dễ thương không? Dễ thương không đó. Hai chồng em là có mấy em mà bé rồi? Dạ 1 ạ. Vậy chứ mỗi khi muốn có em bé, anh hỏi em muốn có em bé không? Dạ cái này cũng có. Tại vì mình coi phim này nọ luôn, sợ bị quýnh lắm, sợ quýnh cũng sợ lắm, phải hỏi kiến trước cho nó chắc, thấy mà bàn tay mình nắm lại là an tâm, nhưng mà buông ra là nguy hiểm. Nữ mà buông ra là mặt trận bị tát, bởi vậy em thấy nắm lại thì chắc ăn rồi. Thôi sợ luôn. Ngoài cái tật xấu đó ra còn gì nữa không? Cũng còn cái tật là anh không có sâu sát về suy nghĩ của vợ. Ví dụ như là em nấu ăn đúng không, thì hả em trông con gì đó, thì em á tâm ý của em là muốn là chồng tự độc tự chủ vô trong đó là phụ vợ, là vợ ơi em vợ muốn làm gì anh phụ cho. Nhưng mà không, cứ nằm chơi game vậy đó, hoặc là đọc báo, đợi tới khi nào mà anh nhờ cái này nhờ cái kia bắt đầu anh mới đứng lên làm. Nhưng mà cũng thêm một cái tật đó là lề mề đó chứ, để đó anh làm cho. Nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng sau quay lại, ủa anh ơi anh làm chưa, để chút xíu nữa anh làm cho, là tới lúc đi ngủ rồi mới chưa làm. Do cái tật em là ví dụ em đặt đọc báo rồi á thì nó bị cuốn hút vô trang báo, cuốn hút đọc chừng nào xong đi mình mới làm em hứng có làm được. Cái đang đọc báo mà kêu làm rồi, bởi vậy nó không có hứng, nó không hứng được. Mà cái em nghĩ là cứ khi nào mà vợ cần thì vợ cứ nhờ vả, chứ đừng có để người chồng phải đọc suy nghĩ. Bây giờ chị hỏi nè, tụi em á, trong có một quá trình yêu nhau là 5 năm, bây giờ là 4 năm lấy nhau rồi, thì cái tình trạng hôn nhân của tụi em bây giờ là như thế nào? Chiến tranh lạnh. Tại vì mỗi lần em nhờ không được là em giận, mà em giận là em không có nói chuyện liền. Anh cũng không bao giờ anh năn nỉ em, biết em giận á, biết em khóc luôn đó, nhưng mà nằm ngủ một mình, quay lưng ra chỗ khác ngủ, em nằm một mình quay lưng chỗ khác ngủ, cứ tình trạng xảy ra hoài vậy, mà tới giờ tụi em cũng không có hướng giải quyết. Có nghĩa là do hai chồng hiện tại cái tôi hai chồng quá lớn thì em cũng biết, nhưng mà mình đang điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp hơn. Thì xưa cái tính em nó ngược so với bây giờ nhiều lắm, nhưng bây giờ em đã thay đổi nhiều thứ. Chị hỏi nè, bây giờ cái cuộc sống của vợ chồng em á, ai là người quyết định về kinh tế? Dạ chắc chồng em. Có nghĩa là chồng em á, so với cái hồi mà tụi em quen nhau, chồng đã thay đổi rất nhiều. Dạ, về công việc, về cuộc sống, về môi trường và cái vị thế của chồng em trong công việc, đúng không? Dạ. Đó, và đồng thời nó kéo theo cái thay đổi về tính cách. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà em thì em thích chồng em ở cái giai đoạn trước hay giai đoạn bây giờ? Em thích chồng ở giai đoạn bây giờ. Thế thì tại sao lại có lý do là hai vợ chồng lại là chiến tranh lạnh xảy ra hoài? Em muốn nói chuyện lắm chị, nhưng mà em không nói được. Không biết sao trong đầu mình suy nghĩ, mình chửi, mình nói đủ thứ trong đầu mình hết. Nó nhiều lắm, nhưng mà em không mở miệng, không nói ra bằng miệng được. Đúng rồi. Là mỗi lần mà em giận chồng em á, thì cái cảm giác của em như thế nào? Tức lắm anh, tức ngủ không được á, mà tức mà phát khóc luôn á. Bắt đầu ngồi suy nghĩ ông này nọ nữa, nói suy nghĩ đủ thứ trên đời hết á. Chị cảm giác là giống như hai vợ chồng em á, đang cố gắng muốn dẹp lại cái tôi của mình, tức là muốn bớt đi, nhưng mà lại muốn đối phương phải là người xuống nước trước. Hai người là cứ giống như mình đấu trí với nhau á, là bây giờ cái tôi của cô phải dẹp trước, nhưng bên đây thì cái tôi của anh phải dẹp trước. Tình trạng bây giờ đang là như vậy, đúng không? Cho nên thành ra là bằng mặt mà lại không bằng lòng. Thế thì bây giờ á, là vợ muốn chồng thay đổi điều gì? Nói chung là suy nghĩ tới vợ một chút xíu. Với lại hả, nếu như mà thấy vợ giận á, thì chịu khóc kêu hoặc ôm vợ một cái thôi cũng được rồi. Xuống nước nói ngọt cho em một tiếng á, em ơi cần anh phụ gì không, mà này kia thôi đây anh giữ con cho hay này nọ, là cái là em nguôi giận, em hết giận liền. Nó có khó với em không? Dạ không, cái đó em làm được. Hai vợ chồng mà nó giận quay lưng thì nó khó ngủ lắm trời đất ơi. Còn em vợ em không muốn thích đón suy nghĩ, nên là cứ vợ cứ cần gì thì cứ nói. Chị nói nghe nè, bây giờ em cứ muốn chồng em đón ý, mà chồng em á thì muốn là em cứ nói ra, coi như mở ra. Thế thì cái điều mà để mà em phải mở ra với chồng em thay vì bắt chồng em đón ý thì có khó với em không? Nếu mà lúc đang giận thì khó lắm chị. Đó, như vậy có nghĩa là em tự tìm cái phần khổ về cho mình. Đó. Dạ gì em phải như vậy, ví dụ chị nói nè, mình thương chồng mình yêu chồng mình, chăm chồng mình và cởi mở với chồng mình, chứ đâu phải ai đâu mà mình phải sĩ diện. Đúng không? Trong chuyện này là không cần sĩ diện trong chuyện này á. Cho nên bây giờ đón ý là cái công việc của cái người mà thâm trầm, sâu sắc, phải đón ý được người khác. Thì giờ chồng em đã xác định chồng em như vậy rồi, em việc gì em phải để chờ đón ý. Anh ơi, quét giùm em nhà đi anh. Thậm chí hai chồng mà chưa ấy còn nói vô níu đó, ổn rồi đó. Quét cho em cái nhà đi. Đó. Là em có làm không? Dạ chắc chắn làm liền, chứ không có gì không làm, đúng không? Em thay đổi thử đi nha em. Đó. Anh nói nghe nè, đi ra ngoài xã hội á, mình đã phải đấu trí với bên ngoài, đúng rất là mệt mỏi rồi, mệt lắm. Về đừng đấu trí với nhau nữa. Cái gia đình của mình là cái nơi để mình cởi mở hết. Anh ơi em vậy vậy, anh ơi thế này nọ kia. Đó, ngược lại thì ví dụ như em biết vợ em á, cái gọi là cái tánh của cái người mà hay tự ái hay này cái đó, thì lâu lâu em phải gợi một chút. Sao bữa nay vợ muốn anh phụ vợ cái gì nè, nói nghe coi. Thì sẵn cái đà đó vợ nói luôn. Bây giờ đừng có đấu trí nhau nữa, bây giờ hai người phải là một. Bây giờ là nếu mà ông không làm kêu con vô đó, ngắt nhéo ổng, cắn ổng một đứa, đúng không? Dạ. Bây giờ phải làm 3 cây chụm lại nên hồi mới cao. Anh nghĩ là em thay đổi được đúng không? Dạ em thay đổi được đúng không? Dạ. Được hết. Bây giờ phải áp dụng từ ngay sau khi mà chương trình này nghe. Rồi, chúc em hạnh phúc mãi mãi như thế này. Dạ. Cảm ơn chị. Anh em không? Có nhận anh em không vậy? Tôi nhìn cái mái tóc là tự nhiên hiểu. Giống như là gặp nhau đâu á, trong tiềm thức, hay là gặp nhau đâu đó ở đâu ở trong kiếp trước. Đúng rồi, tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đó chị. Tại vì thường á, những người như anh em chúng tôi là tự xử không anh? Đúng không anh? Đó. Rồi, xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Hèn gì đẹp quá, hiểu không? Hèn gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, là chăm sóc sắc đẹp, hèn gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp, cái da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha? Vợ chăm sóc, em sao vậy? Em mời anh. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng công việc của em thì là kinh doanh bất động sản, cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh, phong thủy tâm linh, và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đẹp. Thấy chưa? Trẻ quá, 74 á. 74 là lớn em 5 tuổi á. Đó, mà trẻ ghê hôn. Ủa, chị hỏi như vậy với ánh mắt vậy là sao? Trời, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng tẻ vậy. Không, theo em thì là cái trẻ, hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong. Bây giờ điều thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết, nhưng mà đáp nhiều khi em chị nó hay buồn bã những chuyện không đáng, xong rồi vất hằng thời gian đó. Tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần ấy, chứ không phải nội thất là nói là cái tinh thần, tinh thần mình lúc nào cũng như là đối chiến gì đó. Rồi nó đang già, tinh thần nó hiện giờ đang già, bữa nào em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của em để relax và để tân trang lại nhan sắc chút nữa cho renew lại cho cà phê visit ạ, cà phê visit nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ, thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thì gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị mới chia sẻ, chị cũng nói là nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. Đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ, anh ấy đúng đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có, bạn này có đi Côn Đảo em không? Đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cung bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo, thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới, bởi vì mà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng ấy. Thì em cũng không hiểu lý do gì mà tự nhiên báo một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị với tự đi, thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này. Đấy, vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này, thấy cô bé này cũng được lắm, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em không tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với không? Hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thế thì với cô này thì em bảo mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà, tôi sự lựa chọn của tôi, và hai là tôi cũng không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tành toàng, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn cơ, nhiều mồ hôi, em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về, nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu hậu, em bảo ok, thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa, xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi láo láo, kiểu như xính lao. Xính lao. Vâng, em thực sự trong miền Nam gọi là chảnh đấy, bảo chảnh. Hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con này, em thích. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay hay. Thế thì em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thì bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ cũng đói rồi, hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng chị cứ đẩy thuyền ra, đẩy thuyền ạ. Có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là em thấy bạn hơi ít kiêu, mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai. Thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị? Và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo, ồ, tuổi hổ thì mình 92, chắc là 86. Thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá. Tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từ người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân mà lại sống ở Sài Gòn nữa là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, trông quý phái. Thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi, thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ. Em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi, 74 nhầm sơ là hình như là hơn mình phải cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo, già, xấu. Là một bác giai. Vâng đấy, vâng đấy. Cuối cùng lại gặp một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh mặc... hôm nay em đã không thấy anh trẻ cái hôm mà anh đi đón mình á. À trẻ đó. Là hôm sau đấy, hôm sau gặp lại vâng mới nhìn thấy. Là hôm trước là máy bay ạ, hôm sau mới gặp thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trông kiểu dạng như là hơi teen boy thứ này, cũng kiểu gu mình cũng thích gu mình luôn. Nhưng mà mình vẫn phải kêu ạ, tại vì già mình trẻ mà mình có quyền. Bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định đó. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói đó, chị của anh Sơn là không có tin và không có đi cúng, mà tại sao lúc đó tại sao lại là quyết định xu đất thiến gì mà sao phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn, đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi, nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, anh biết nhà rồi, là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Thì cũng cảm ơn rồi. Dạ vâng, sau đấy hôm thôi. Cảm ơn rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Thực ra cái thời điểm đó thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, nên là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em với tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như già đầu mà, nên mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu em rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà, tức là bao nhiêu hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả. Anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi. Chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ, thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự. Rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Đấy, thế xong rồi là em thấy rằng là thôi thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm với bạn là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi, lúc đấy đưa nhau về thì em với ôm, em giả vờ em ghì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ. Sau một tuần thì em với cũng là luyện đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua đứng trước một cái khách sạn. Em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là thôi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, thế nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là bọn em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ, bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu. Tại vì chị mới tiếp xúc với mình, không thể nào tự dưng chị thấy mình có 20 mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu, đúng không ạ? Nên làm ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại, nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn cô cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong từ một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ cả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ạ, cầu đó là coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Thế xong rồi đấy, người ta là sống trước mình 2 thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết, đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy thực ra là cũng nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì không. Anh ấy là thuộc tuýp nào? Dạ tuýp nào, dạ vâng. Như là cái phần súng ống thôi. Không có cùng thì ông ấy là tuýp nào? Thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nếu mà so với lứa tuổi thế nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại là kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi sau em bảo, bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán nhiều bạn lắm ấy. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn nữa. Tư vấn rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, dạ có. Bao lâu thì mới cưới? Được 7 tháng thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này này, tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác, xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Cứ đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, mình còn nếu các trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh. Nhưng mà cứ tìm lục lọi tổ tiết là xem kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không, để thắc mắc như thế. Mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này là bóc phốt, không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là cao. Dạ vâng. Mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra là hành động thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Đấy, cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản, bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mình lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Siêu vi với ông à? Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ đó, mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo ôi thời cơ đến rồi, tức là nằm một chỗ như này mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không chỗ đi đâu được, là chỉ có trên giường thôi. Chắc chắn chơi thuốc. Eo ơi tội nghiệp, ôi nhưng qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Không nhờ chị muốn hỏi em nè, cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực ra thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần 2 thế hệ. Thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy, thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện là em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình, là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền, hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn, vì bé quá tự học. Tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thì đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai ấy, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là theo đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ, chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Dạ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế, cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương, và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi, tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn, thì nào họ sẽ giãn ra. Thì đó là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có mâu thuẫn. Lý do? Đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. Dạ không. Cũng có, nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á, thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi. Mê quá nên là sang dọn ở chung luôn. Và rồi em đang ở với bạn em, thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, đang quen, không biết ai ạ. Và cứ số lạ lơm, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần, em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này, chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em, thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá, chứ đến bây giờ em nghĩ thì em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên đâu, chắc chắn là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Rồi em nghi là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm ấy, yêu mà không quên được, cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ công tìm cách là. Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? Tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng, thì là công khai trên Facebook, up ảnh lên thì chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thổ lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người yêu. Đấy, cái là có trong đó. Nhưng mà tới bây giờ là em vẫn không biết luôn số điện thoại, nặc danh đó là ai. Vâng, cứ phím đến là nói mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nói chung là chắc là anh không được phá cho hôi, nhưng mà phá ông nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt được. Ông buôn bất động sản lại, ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, ông nhà lá lại không đốt ông được. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay hả? Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gay cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu, mà mấy tháng đầu thì vui lắm, tại vì anh này lúc đấy là cũng đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online, buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, cho nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó, thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mây ấm gia đình, gia đình. Tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn, tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp đó, em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu, em ấy lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc, cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em thấy tính anh đấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề, tức là khó tính, hay là anh hiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục. Em nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp, em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là và suýt chia tay chia chân luôn. Cũng chỉ là một phần thì coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi, mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp, phải dạy nó chứ. Dạ vâng, nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một gần năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tự nhiên bây giờ là lên cả một cái album, là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó, đúng không? Dạ, đến tháng 3. Dạ. Cái xong đấy thì là mình chắc là phát hiện luôn đấy. Thực ra rất bướng, vẫn không nghe đâu. Dạ. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em sẽ hướng dẫn. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chính ra bạn này lại có một cái tính này, chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cô xui là bây giờ phải bỏ thử. Tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu dọc bỏ, đòi bỏ. Tuy nhiên về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn cho em cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em nghĩ tới em nghĩ là rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện mà mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ thì thôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò cả. Rồi sao? Rồi nhận được chữ ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là thấy là mình hơi quá rồi, tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng vẫn hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây, thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại em đã thấy là không phù hợp rồi, em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Tắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì về lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. Ok đợi xíu. Thay mic. Rồi bây giờ mình vô luôn cái phần kia nha. Phần nó đụng vô hả? Dạ, nó bị rớt xuống. Ok. Alo. Rồi, Rồi như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 6 năm ạ. 6 năm? Dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen được 7 tháng. Dạ, 7 tháng, 6 năm. Cưới được rồi. 6 năm, 7 tháng. Về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cứ như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Đó. Cái này cho ông xã em nói trước. Đâu, ai cũng có phần hết. Đã. Em nói trước đi. Em nói trước. Okay, nói đi. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là hút thuốc lá, nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu. Trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ. Cứ đến lúc con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại. Cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn. Chịu không nổi đúng không? Vâng, nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ được từ lúc có bầu đến lúc bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Và lại nhiều hơn. Lại nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết à? Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Dạ, một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc, rồi tật xấu gì nữa? Một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi, anh cứ hay hớn quá. Tức là hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. Nhưng mà em thích nghe nhạc mạnh. Chỉ 30 mấy thôi à. Lúc nào cũng năng lượng nhạc giàu, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thì thích nghe êm dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập thôi ạ. Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này nữa. Hay kiểu như ông ấy trêu mình quá mức, trêu để mình phải bực mình lên, rồi trêu con khóc lên thì thôi. Đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơi. Nhất quyết nha. Tức là tại vì người ta là về phong thủy ấy. Phong thủy đấy, giả ra là về phong thủy 30. Mùng 1 ngày rằm rồi là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám dỗ nữa cơ. Trước đám dỗ của các cụ. Trước đám dỗ các cụ là không đấy. Kiểu có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn. Ví dụ như kiểu là mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn. Nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy là xong rồi. Chứ không cho ngủ luôn, không cho ngủ luôn à? Mệt cũng không cho ngủ. Không biết bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất đừng đắp vào đấy. Đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Mình kiểu như toát ra là mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông vào những cái ngày đó, ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa dông bão đó thì là mình nên để làm sao giữ được cái thể trạng của mình. Đấy, nó bị hao tổn chân khí đấy ạ. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí là võ đấy, cũng thế đấy. Thế nhưng mà em còn bị lừa thôi. Nhưng mà lâu bị lừa giống như siêu vi C, quên cái gì, sốt siêu vi đó. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bạn, thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tại tò em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. Thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, chứ lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Đấy, liên quan công việc người ta là. Rồi như vậy là hút thuốc nè, hớn. Dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Rồi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Với lại anh tuổi lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì là bỏ luôn đi anh Sơn. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt, đẹp, mình bớt từ từ. Con ngoan. mình bớt từ từ, giữ cái lá phổi đi, đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Rồi em văn minh lắm, em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm 20 năm nhiều càng tốt, nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Nói thế không thấy thế bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó em nghe xem là có nhiều không anh Sơn đấy. Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười, nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm, lười tập thể dục, nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của 3 đứa con gái ấy, là em phải nhắc, tức là phải xếp lịch theo giờ, có như là lười vận hành đó, lười vận hành. Còn mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. Cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Ví như kiểu là em mà em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, vậy nhưng không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm, mình phải tập thể dục đi, chứ không là sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước em có nói rằng là anh không tiếc về cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thực sự ở trong nhà lúc thì có 2 giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống là mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, cho nên mình phải tự giác cho bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ em. Đó, thế là đấy là cái điều. Rồi có gì nữa đấy là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy. Lười, rồi còn gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn mong muốn không có ghen với em không? Bây giờ còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy, thấy chưa, chị không nhắc là em quên rồi đấy. Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Đấy. Là có đúng không? Cho nên là đôi khi em đi em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng 1 tiếng thôi, thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà nó gọi rối lên. Cho nên thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này, bởi vì là em muốn thanh minh một chút xíu, tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì, tại vì sống với nhau từ đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này, bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà, thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó, thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế thì là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại, thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì sau lưng, còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về. Thì tức là bắt phải mang điện thoại đi gì. Nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Gớm, tôi thử biết. Ôi trời ơi. Như vậy là có hai tập ra. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười, đằng cái là ghen. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này, nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, sắp xếp công việc ở nhà là hợp lý đúng không? Ông xã làm hết cho em không phải làm gì, ông chiều. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết, từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc, rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái, của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ, đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá. Mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Và bây giờ